mời các bạn đến với chương trình Tri Thức Streamer. Đây là ấn bản dành riêng cho các bạn đã đến với stream bằng tình yêu và khối óc, với phương châm không ngừng học hỏi, liên tục sẻ chia, được thực hiện bởi đội ngũ phát thanh và biên tập của Thời Online cùng với sự đóng góp của các bạn cộng tác viên đến từ mọi miền tổ quốc. Xin kính chào quý khán thính giả của Thể Hình Online. Hôm nay chương trình Tri Thức Gamer chính thức trở lại với chủ đề 5 sai lầm chết người khiến cơ bắp không phát triển. Bạn đã đầu tư thời gian công sức trong phòng gym suốt bao nhiêu năm tháng mà cơ bắp vẫn chỉ dừng chân một chỗ? Điều này khiến bạn cảm thấy bế tắc và chán nản. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Hãy tìm hiểu những nguyên nhân tai hại sau đây làm cho cơ bắp không phát triển. Sai lầm thứ nhất, không tập luyện đủ và thường xuyên. Nếu bạn muốn trông giống một người nâng tạ rất nhiều, bạn cần phải nâng tạ rất nhiều. Bạn càng yêu cầu cơ bắp thích ứng với sự quá tải thường xuyên hơn thì nó sẽ càng thay đổi nhanh hơn. Đó là điều chắc chắn. Nhưng bạn nên nhớ rằng kết cấu thành phần cơ thể sẽ giới hạn khả năng của bạn trong việc xây dựng cơ bắp và giảm mỡ. Việc tập luyện quá tải không có nghĩa là bạn cần phải đột ngột tập luyện mỗi ngày trong tuần hoặc tập tạ nặng quá sức của bản thân. Giống như hầu hết mọi thứ, bạn phải từ từ xây dựng tần suất tập luyện theo thời gian. Điều này cho phép cơ thể của bạn có thời gian để thích ứng với khối lượng luyện tập mà không gây ra những thứ như chấn thương quá mức. Chỉ cần thêm một ngày tập luyện duy nhất vào chương trình của bạn trong vòng một tháng. Sau một tháng, thêm một ngày nữa. Đây không phải là những buổi tập giống như địa ngục. Nó có thể là một ngày tập tay, nơi mà bạn sẽ tập trung một phần cơ thể nhỏ trong vòng nửa giờ. Nhưng nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong thay đổi kết cấu cơ thể của bạn nhanh đến mức mà bạn không ngờ tới. Khi bạn tập tạ nhiều hơn và cùng lúc ăn uống đúng cách để đạt được mục tiêu của mình, thì cơ thể của bạn sẽ phản hồi tích cực với những công sức mà bạn bỏ ra. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều cơ hơn và ít mỡ hơn. Sai lầm thứ hai, cardio quá nhiều. Bạn cần cardio nhưng có lẽ sẽ không nhiều như bạn nghĩ đâu. Nếu bạn cardio rất nhiều, vậy thì chế độ ăn uống của bạn đang cực kỳ tệ hại. Cardio cho dù ở trạng thái cardio kéo dài hay cường độ cao ngắt quãng thì cũng đều rất quan trọng trong việc tái cấu trúc cơ thể. Việc tập luyện ở mức độ vừa phải cùng với việc tập tạ sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc tập cardio điên cuồng để tái cấu trúc cơ thể. Hãy nhớ rằng, hình thức tập luyện của bạn sẽ tạo ra hình thức của bạn. Nếu bạn thực hiện cardio kéo dài thì bạn sẽ giảm mỡ nhiều nhưng có thể sẽ làm mất cơ của bạn và bạn sẽ không to hơn. Việc tập luyện cardio cường độ cao ngắt quãng có tính kỵ khí hơn và có thể thực hiện trong thời gian ngắn, làm cho tỷ lệ trao đổi chất cơ bản trong một thời gian dài sau khi buổi tập kết thúc, không giống như lúc tập cardio ổn định kéo dài. Có những lợi ích và bất lợi cho cả hai hình thức, nhưng trừ mục tiêu của bạn là cơ normal và mỡ under, thì hãy giữ hình thức tập luyện cardio kéo dài nhiều lần một tuần và với 30 phút một lần. Hãy chắc chắn rằng việc bạn đang tập luyện chăm chỉ nhất dựa trên chế độ ăn uống của bạn để trở nên thon gọn và săn chắc hơn. Sau một vài tuần tập luyện ở trạng thái này, bạn cần phải thoát khỏi nó. Nếu tập nhiều hơn thế nữa thì không đâu. Thay vào đó, bạn sẽ cần phải đánh giá lại chế độ ăn uống của mình. Nếu bạn phải cardio hàng giờ liền để giữ cơ thể săn chắc, vậy thì chế độ ăn uống của bạn đang cực kỳ tồi tệ. Chấm hết. Sai lầm thứ ba, không quan tâm đến tầm quan trọng của giấc ngủ. Thiếu ngủ sẽ làm cho bạn béo hơn và thậm chí dẫn đến mất cơ, bất kể chế độ ăn uống của bạn rất tốt. Trong một nghiên cứu, nhóm người ngủ khoảng 8,5 giờ một đêm đã giảm được nhiều mỡ hơn so với nhóm chỉ ngủ được 5,5 giờ một đêm. Thêm vào đó, nhóm ngủ ít đã mất đi lượng cơ bắp đáng kể 60% so với nhóm ngủ 8,5 giờ. Cả hai nhóm đều ăn cùng một lượng calo mỗi ngày. Đó là lý do khác để giải thích tại sao kết cấu thành phần cơ địa lại phức tạp đến vậy, chứ không chỉ đơn giản là vấn đề calo tiêu thụ và calo mất đi. Bạn nghĩ sự khôi phục của mình đến từ đâu? Trẻ sơ sinh có xu hướng làm hai việc sau khi sinh ra, ăn và ngủ nhiều. Tại sao? Bởi vì để cơ thể phát triển, nó đòi hỏi một lượng nghỉ ngơi rất lớn. Vì vậy, nếu bạn không ngủ đủ giấc, vậy thì khi nào bạn mới để cho cơ thể của mình được phục hồi đây? Việc giữ cho tâm trí và cơ thể thư giãn vào ban đêm có thể là một yếu tố quan trọng. Hãy đảm bảo rằng nhịp sinh học của bạn được hoạt động bình thường. Một thứ sẽ được thiết lập thông qua bóng tối và ánh sáng. Khi trời tối, cơ thể của bạn tiết ra nhiều melatonin hơn. Khi có ánh sáng, nó làm giảm lượng melatonin và tăng lượng hormone kích thích khác. Ánh sáng có thể khiến cho melatonin tự nhiên phóng ra và làm trì hoãn trạng thái ngủ yên của bạn.
Hãy giảm tối đa TV, máy tính xách tay, điện thoại di động vào buổi tối, trừ khi bạn đang mở chương trình Tri thức Gamer của chúng tôi lên nghe. Hãy mở rèm cửa để cơ thể của bạn bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời sẽ giúp cho nhịp tuần hoàn của bạn được trơn tru. Sai lầm thứ tư, không biết rằng bạn đang ăn bao nhiêu. Việc nạp quá nhiều hoặc quá ít nhu cầu calorie ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích của bạn. Hãy theo dõi lượng calorie một cách tương đối, ít nhất là cho đến khi bạn có được đôi mắt có khả năng nhìn được các khẩu phần ăn là bao nhiêu. Khi ai đó nói rằng bắt đầu ăn kiêng để tăng cơ hoặc giảm mỡ, họ thường chỉ thay đổi kích cỡ khẩu phần ăn của họ. Họ không hiểu được tầm quan trọng của việc chuẩn bị bữa ăn và ăn như thế nào là đúng. Bạn sẽ làm thế nào để biết bạn đang thích ứng, đúng mức, vượt quá hoặc thấp hơn nhu cầu calorie cần nạp vào? Không phải là việc tự chuẩn bị bữa ăn hay sao? Đừng bắt đầu một chế độ luyện tập với một mục tiêu viển vông nếu bạn cứ ăn uống thoải mái. Còn nếu mục tiêu của bạn là giảm mỡ mà mắc phải sai lầm nghiêm trọng như ăn thấp calo quá mức, thì các nỗ lực ăn kiêng của bạn sẽ bị phản tác dụng khi bạn bỏ cuộc hoặc ăn như heo trở lại. Hãy nhớ, thực phẩm dù có sạch đến đâu thì cũng sẽ làm bạn mập lên nếu bạn ăn quá nhiều. Bạn bị thuyết phục và tin rằng chất béo tốt là thứ quan trọng, nhưng bỏ qua tổng lượng calo tiêu thụ thì chúc may mắn cho việc giảm mỡ cơ thể nhé. Việc bỏ ra một vài tháng để chăm chỉ nấu ăn tại nhà để biết được kích thước một phần ăn phù hợp sẽ trông như thế nào, để bạn có thể đánh giá được kích cỡ khẩu phần ăn của mình trong tương lai là một điều xứng đáng. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự khác biệt về tốc độ cơ thể bạn đang chuyển đổi. Sai lầm thứ 5, không uống đủ nước. Ngay cả việc mất nước nhẹ cũng sẽ giết chết hiệu suất phòng gym của bạn. Tin vui dành cho bạn đó là việc uống nước đá lạnh sẽ làm tăng quá trình trao đổi chất. Nước là một thủ thuật đơn giản mà thực sự đóng một vai trò rất lớn trong việc giảm mỡ. Nước có ảnh hưởng đến thân nhiệt và được chứng minh là giúp đốt mỡ. Trên thực tế, trong một nhóm nghiên cứu trên cả nam giới và phụ nữ khỏe mạnh, đã được tiêu thụ 500ml nước đá lạnh sẽ làm tăng tỷ lệ trao đổi chất khoảng 30% trong vòng 40 phút. Ngoài ra, ngay cả việc mất một lượng nước ít khoảng 2% trọng lượng cơ thể có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của bạn. Và mặc dù việc mất nước khi luyện tập là tốt, nhưng sẽ không khó để nói rằng điều quan trọng nhất là phải giữ cho cơ thể đủ nước đối với các buổi luyện tập cường độ cao. Một nguyên tắc nhỏ dễ hiểu, bạn chắc chắn rằng mình phải uống bao nhiêu nước? Chỉ cần uống 65,2ml nước cho mỗi kg trọng lượng cơ thể một ngày. Vâng, có thể nói là một lượng nước quá nhiều, nhưng thà nhiều hơn để đảm bảo được các nhu cầu của bạn còn hơn bị dính vào chứng mất nước nhẹ. Với tất cả những thông tin Tri thức Gamer gửi đến các bạn, mong rằng bạn đã hiểu rõ hơn về những sai lầm cần tránh và cần khắc phục. Chúc các bạn rèn luyện cơ bắp hiệu quả. Buổi phát thanh hôm nay sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát thanh tiếp theo.